Dạ, mọi tội lỗi cứ trút lên đầu anh đi. Nhớ, chỉ là tội lỗi, chứ đừng có trút cái gì khác lên đầu anh. Oh, và chị Tiên ở California, hôm nay được nghe nhạc Pháp đã tai quá, mong chị Thanh Lan hát tặng em ca khúc La Vie en Rose. Hai câu, đó, tí. Hai chữ, hai dòng. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Yeah. Nhắm mắt lại cũng như hồi xưa. Đây nè, tài. Ghê vậy đó. Nhớ nhớ cái chữ mà anh xin cái lúc này là cho đài SBTN đó. Dạ. Xin tí tiền còm á. Giờ tài nói dùm anh đi. Dạ, à, xin tiền anh. À, xin đi, xin tiền đi. Bảo lột, bảo lột. Trong cái... Không. Tiền xin cho SBTN tại vì em có một cái break nữa. Oh. Là đến lúc này là cái xin được mạn phép xin tí tiền còm cho SBTN. Một dạ. Phần quảng cáo nho nhỏ. Quý vị đừng rời máy. USA là một công ty xếp hạng A cộng của Hiệp hội BBB Hoa Kỳ, dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp máy nhận thẻ tín dụng và hệ thống POS cho tất cả các cơ sở thương mại, đặc biệt là các tiệm nail, với một lệ phí cố định, không có hợp đồng và đảm bảo không có bất kỳ ẩn phí phát sinh nào. Chúng tôi cung cấp hoàn toàn miễn phí máy nhận thẻ tín dụng và giấy in, đồng thời với dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7. Hãy để chúng tôi đảm bảo với quý vị chất lượng chuyên nghiệp, giá cả tuyệt vời và hài lòng mỹ mãn. Tuần này khắp 14 chi nhánh Teletron tiếp tục chương trình đại hạ giá từ 10 đến 80% off tặng quà giá trị trả góp 5 năm không đao không tiền lời. Chỉ 5 đồng một ngày, quý khách tha hồ chọn lựa những sản phẩm cao cấp tại Teletron ngay hôm nay. Nệm lông cừu lạc đà bồng ngựa Magneplex Italy 20 năm warranty chỉ 5 đồng một ngày. Ghế massage Inada Dreamwave làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 5 đồng một ngày. Bộ sofa da 100% made in Italy và dàn karaoke với hard dry microphone Shure và loa Bose L1 chỉ 5 đồng một ngày. Nệm cứng chống đau lưng Amante và bộ sofa da 100% Italy có power nâng chân lên ngã người ra rất thoải mái chỉ 5 đồng một ngày. Bộ bàn ăn mặt đá thiên nhiên và sofa da 100% Italy cũng chỉ 5 đồng một ngày. Chỉ 5 đồng một ngày, quý khách tha hồ chọn lựa những sản phẩm cao cấp tại Teletron ngay hôm nay. Đừng chần chờ, hãy nhanh chân lên, chương trình trả góp 5 năm không tiền lời sắp kết thúc. Teletron Seattle Federal Way 206-800-8999 206-800-8999. Quý vị có thể nghĩ rằng tránh hút thuốc xung quanh con em mình là điều an toàn để làm, nhưng điều đó không đủ. Anna! Bye, Anna! Cài dây an toàn đi con. Nên nhớ an toàn là trên hết. Các hóa chất độc hại trong khói thuốc vẫn còn ở quanh ta, đọng trên quần áo, bám vào bề mặt bảng điều khiển xe và thậm chí cả trên ghế ngồi. Sự nguy hiểm vẫn còn đó ngay cả khi quý vị không nhìn thấy chúng. Hãy bảo vệ gia đình quý vị. Học trò là những năm tháng đẹp nhất của đời người, thời ngây ngô của những mối tình đầu yêu thương vụng dại. DVD Một Thuở Học Trò chứa đựng những giờ khắc náo nức của một thời mơ mộng. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, sẽ tìm thấy chính mình trong những tà áo tinh khôi của các nữ sinh, cùng nghe tiếng ve sầu và hoa phượng đỏ, và cùng ngẩn ngơ với những chàng học trò không sách vở cầm tay. Nhạc sĩ Trúc Hồ và SBTN xin trân trọng giới thiệu Motif Music Group và DVD Một Thuở Học Trò. Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu, giờ như nước trôi qua cầu. Đô ta.
cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Công Thành Show. Chị Thơ Louisiana, lâu quá mới gặp chị Mai Lệ Huyền trong Công Thành Show. Chị Mai Lệ Huyền có khỏe không? Nhớ chị quá. Mong chị hát tặng em và khán giả các khúc túp đều lý tưởng. Dạ, vừa nãy giờ đô la gì đó, phải không? Đô la. Ok, nhìn ngày mặt Chí Tài mà cái tăng khúc chót đó, phải không? Bài đó là... Từ ngày không có đô la mình đói. Mong chúc chị Mai Lệ Huyền luôn trẻ mãi và hát thật là hay. Cảm ơn chị Thơ. Anh Tiến ở Washington, tuần nào em và vợ em cũng đón xem chương trình Công Thành Show. Em xin kính chúc anh Công Thành ngày càng thăng tiến hơn. Mong là Công Thành Show được tăng lên 2 tiếng xem cho nó đã. Dạ, cảm ơn ạ. Hôm nay là sinh nhật của vợ em là Đoàn Thư. Mong anh Chí Tài hát tặng vợ em ca khúc Nhỏ ơi. Là thứ. Đoàn ngắn. Được rồi, được rồi. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu. Bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Quá hay, anh Huyền Long ở San Jose. Em có vài câu thơ mới ra lò sau đây để xin gửi tặng riêng đến anh Công Thành, chị Thanh Lan, anh Chí Tài và chị Mai Lệ Huyền. Đây, tặng chị Thanh Lan là Thanh Thoát tiếng hát gần xa, lan tỏa tình nồng mọi người đều mê. Quá hay. À, hay không? Dạ, vâng. Cảm ơn. Cho anh Chí Tài, chí trai cao ngất trời xanh, tài danh tấu hài, xóa bao ưu phiền. Cảm ơn. Wow, hay quá. Hay không? Của anh Công Thành, công anh mang đến niềm vui, thành danh bốn biển, nhà nhà vui lây. Cảm ơn anh Huyền Long và chị Mai Lệ Huyền. Mong chị Mai Lệ Huyền tối nay về suy ngẫm ba câu thơ này của em. Mai đào hoa lá sum xuê, lệ nhỏ từng giọt, cơn mưa cuối mùa, huyền bính đất trời, phải xỉu vì em. Em thấy là trong bốn người thì em với chị Huyền là cái câu thứ hai, thứ ba hơi kỳ, nó không có xì xì lắm. Hình như là cái anh này anh thích chị Thanh Lan với Công Thành nhiều hơn. Mà anh cho là xin hai câu thơ hồi nãy nghe thích lắm. Đây nè, anh nói cho em nghe, anh Huyền Long ở San Jose đó, tuần nào cũng có câu thơ cho Bão, anh làm câu thơ cho Bão để cho mình Bão luôn. Cho đến bây giờ Trúc Hồ vẫn chưa phổ nhạc được câu nào hết. Vì cái thơ này nó rất là lâng lâng đấy. Yes. chị Kelly Rosemead, chương trình Công Thành Show hôm nay toàn là danh ca và danh hài không. Em xin chúc cho các danh ca và danh hài thật nhiều sức khỏe. Mong anh Công Thành hát tặng em ca khúc Man Don't La Man. Dạ thưa chị, gần hết giờ rồi. Không có để coi. Mong danh ca Thanh Lan song ca cùng anh Công Thành một đoạn nhạc Pháp. Bây giờ hai đứa mình giữa nha. Man Don't La Man. Anh không biết tông gì nha. La trưởng, la trưởng, la trưởng, la trưởng. La trưởng à. Tông nó thuộc qua. Nous serons tous deux comme des amoureux. Nous serons si bien main dans la main. Nous serons tous deux comme des amoureux. Nous serons si bien main dans la main. Đằng sau em thuộc, đằng sau em thuộc. Đằng sau em thuộc. La 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 la. Em nhớ là tên thật của chị Mai Lệ Huyền rất là đẹp. Mà em lại quên rồi, mong chị Mai Lệ Huyền có thể nhắc em tên thật của chị rất là đẹp. Mà anh này anh muốn chị nhắc là chị Kelly ở Rosemead nè. Thu Cúc. Ồ hay vậy. Trời đất ơi, tên đẹp quá. Tại đừng nói lái lời. Không, cái này. Cái này không nên nói trên TV. Em xin cảm ơn đài SBTN đã có một chương trình Công Thành Show thật là hay và mang đến nhiều niềm vui đến cho mọi người. Cảm ơn chị Kelly, người lính già Tennessee, cái này rất quan trọng, người bạn của chương trình Công Thành Show mà không bao giờ biết tên anh. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Hôm nay ai cũng đẹp trai đẹp gái hết, hết giờ rồi khỏi đứng. Mong chị Mai Lệ Huyền anh không đứng em đứng. Mai chị Mai Lệ Huyền hát tặng tôi ca khúc Thủy Thủ ở Biển Cả. Hát chung với nhau đi. Hết ba người luôn nha.
tiên cái anh là vị thủ. Với lần này anh là hoàng tử. Gì vậy trời? À, coi như là anh Nghĩa Sữa đã thay thế hát như vậy. Bởi vì hình như là tất cả đều với biển cả anh là thủy thủ. Ông đàn cái tông nào ấy. Với lòng nàng anh là hoàng tử. Nhớ chuyện ngàn năm giữ ba tư và truyền thành tiền bao thế. Anh luôn yêu đời hài hồ. Anh Dũng, anh càng nhớ em. Anh Dũng ở San Jose, em mới đi làm về là bay vô nhà mở tivi, cầm điện thoại lên gọi liền. Mong là chị Mai Lệ Huyền hát và nhảy với anh Công Thành ca khúc 60 năm cuộc đời. Thế cái này chắc chắn hết rồi. Hai người lên giật giật cho nó đã. Ôi, mong anh Chí Tài. Không được, mong anh Chí Tài tấu một đoạn hài vui vui tặng cho khán giả. Anh Nghĩa Sữa hôm nay mặc áo đẹp quá. Dạ thưa, hết giờ rồi, thành ra bây giờ đó. Một lát nữa anh Tú Du cho anh nhé, chị Huyền, Thanh Lan nhé. Hôm nay là, Thành được biết là ngày sinh nhật trước hết là của bác Võ Văn Hội, 95 tuổi. Anh Thạch, Minnesota, Trung ở Florida, Diễm, Louisiana, Kimmy, Oregon, 36 tuổi, Oanh, Illinois, Trúc, Tennessee, Kiên, Ohio, Phúc, Georgia, Thúy, Pennsylvania, anh Long, South Carolina, Ngọc, Tennessee, Hùng, New Jersey, 60 tuổi, Hồng, California, Thư ở Washington, Hiền ở Nevada, Loan ở Michigan, Dũng ở New York, Tùng, Oregon, Thiện, California, Nhung, Illinois, 38 tuổi, Châu ở Florida, Yến ở New Jersey, Bình, Minnesota, Thấm, Washington, Nhi, North Carolina, Chín ở New York, Phụng, Nevada. Happy birthday to you. Tài chu cái mỏ thấy thương quá. Happy birthday to you. Không dám dòm. Happy birthday dear bác Võ Văn Hội, Thạch, Trung, Diễm, Kim, Mỹ, Oanh, Trúc, Kiên, Phúc, Thúy, Long, Ngọc, Hùng, Hồng, Thư, Huyền, Loan, Dũng, Tùng, Thiện, Nhung, Châu, Yến, Bình, Thấm, Nhi, Chín và Phụng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Và kính thưa quý vị, một lần nữa là Thành lại xin mạng phép đến Happy birthday Công Thành to you. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối thứ tư tuần sau như thường lệ. Kính thưa quý vị, I love you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Your heart.